Bây giờ câu hỏi thứ 5 nè. Các em ghi vô cho thầy đi. Làng Gia của thầy Lạc Phụ Hồ, ghi vô. Được quý như những lời lòi hô nào? Ghi vô đi. Thầy đọc lại một lần nữa nè. Làng Gia của thầy Lạc Phụ Hồ được quý như những lòi hô nào? Hô là cái bông hô đồ nha các em. Thưa thầy em vô chở. Cái em chàng khờ này chắc tôi viết em vô sổ đầu bài rồi khi nào mà đi bio tôi lỗi em reo quá. Ớn thiệt đó chứ. Rồi nè, câu E nè. Bông bưởi, ghi vô. Ghi vô chưa? Câu B là bông súng. Ghi vô đi các em. C là hô vạn thọ nha các em. D là hô hướng dương. Ghi vô hết cho thầy.